Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc 42 người dân ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ bị phát hiện nhiễm HIV. Cho đến thời điểm hiện tại thì nguyên nhân gây nhiễm bệnh vẫn là một câu hỏi lớn cần phải giải đáp. Trước việc nhiều người dân cho rằng mình bị lây nhiễm vì dùng một kim tiêm, các chuyên gia y tế nhận định điều này là khó xảy ra. Theo các chuyên gia y tế, việc dùng chung bơm kim tiêm, nhất là với người tiêm trích ma túy, kim xăm trổ, châm cứu, đều có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, xác suất chỉ là 0,3% và không phải tất cả mũi tiêm đều có thể làm lây nhiễm bệnh. Do đó, nghi vấn về việc một y sĩ dùng chung kim tiêm cho nhiều người dân trong một thời gian dài khiến lây truyền HIV là không có cơ sở khoa học. Theo cái số liệu hiện nay thì bằng tất cả các thông tin hiện có thì chúng tôi chưa có đủ thông tin để kết luận hoặc định hướng về bất cứ một nguồn lây nào cả. Thế thì mà khi mà chúng ta thấy rằng là một người nhiễm nhưng mà bây giờ đã chuyển sang giai đoạn S, chứng tỏ người đó đã nhiễm cách đây nhiều năm và quay trở lại là tìm nguyên nhân tại sao ngoài đó, thì đây là một cái nghiên cứu cần phải rất nhiều thời gian. Trong quy định của ngành y tế hiện nay, bơm kim tiêm là loại sử dụng một lần. Sau khi dùng, nhân viên y tế phải thực hiện ngay thao tác đậy nắp kim tiêm và để vào thùng chứa vật sắc nhọn. Đây là một kỹ năng nghiệp vụ đơn giản và ngành y tế thường xuyên tập huấn cho nhân viên của mình. Ngoài ra, bơm kim tiêm cũng là vật dụng phổ biến và giá thành rất rẻ. Tôi tin rằng đồng nghiệp của tôi không làm như thế. Đó là vấn đề là bao giờ người ta cũng phải phòng cho người ta trước. Nếu như mình tiêm cho bệnh nhân mà mình không biết rõ là người đại bệnh có viêm, có bị nhiễm HIV hay viêm gan B, viêm C không, mà mình để cái bơm kim tiêm đấy, để đấy thì trong quá trình sinh hoạt hoặc trong quá trình sử dụng có thể mình lại chọc vào chính bản tay mình hoặc là cho người thân của mình. Cho nên là cái vấn đề đấy là chúng tôi tối kỵ, khi dùng cái là chúng tôi bỏ đi ngay, dùng một lần là bỏ đi ngay. HIV hiện lây truyền qua 3 đường, gồm từ mẹ sang con, qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, rất khó để xác định một người nhiễm HIV từ khi nào và phải điều tra căn nguyên rất kỹ từ khoảng thời gian nhiều năm, nhiều tháng về trước. Trong khi đó, về mặt dịch tễ, phân tích thực trạng nhóm người nhiễm HIV ở Phú Thọ đang cho thấy có khá nhiều điểm bất thường. Đầu tiên phải kể đến trong số 42 người này, người bệnh chủ yếu là phụ nữ. Trong khi tính chung cả nước, tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV chỉ chiếm 1/3. Thứ hai, độ tuổi của bệnh nhân nhiễm HIV ở đây cũng khá lạ. Nhỏ tuổi nhất là bé gái 18 tháng tuổi, trong khi bố mẹ của bé này không mang bệnh. Người nhiều tuổi nhất mắc bệnh là 80 tuổi. Vì những điểm bất thường này, cần có sự vào cuộc điều tra của cả ngành y tế và công an mới xác định được nguyên nhân chính xác. Xem xét xem là cái tỷ lệ người dân ở đấy sử dụng các cái dịch vụ y tế, nhưng mà dịch vụ y tế là bằng cái tiêm trích thì là như thế nào. Thì qua đó đấy, thì ta mới có thể nhóm được các cái nhóm đối tượng nguy cơ, nó là thuộc các cái đối tượng nào. Cho nên chính vì cái lý do đó có thể nói là cho đến cái thời điểm này thì có thể là chúng ta chưa xác định được cái nguyên nhân chính của cái nguồn lây nhiễm ở cái trên địa bàn của cái xã đấy là như. Được biết không chỉ Kim Thượng mà trên địa bàn huyện Tân Sơn, nhiều xã cũng có tỷ lệ người nhiễm HIV cao, như xã Minh Đài có 46 người nhiễm, xã Mỹ Thuận 31 người. Hiện Tân Sơn cũng là huyện có số người nhiễm HIV đứng thứ 5 trong số 13 huyện của tỉnh.